Thưa quý vị, ngày 23 tháng 8, đội ngũ kỹ thuật viên lái tàu người Việt đã được tham gia đào tạo thực hành trên các đoàn tàu chính của tuyến Metro số 1, tận tay thực hiện các thao tác điều khiển tàu. Việc thực hành thực tế được tư vấn và hướng dẫn trực tiếp bởi các chuyên gia Nhật Bản. Việc đào tạo này giúp các học viên được thực hành kiến thức đã học và có thêm kinh nghiệm xử lý thực tế trên 9 chuyến tàu sẽ được đưa vào khai thác thời gian sắp tới. Bà Vũ Minh Huyền, Phó trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc đào tạo thực hành trên 9 tuyến có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc đưa tuyến Metro số 1 vào khai thác. Anh Phạm Văn Hoàng, chuyên viên kỹ thuật được đào tạo cho biết, tham gia khóa đào tạo từ tháng 3 năm 2022. Tới thời điểm hiện tại, cơ bản các kỹ thuật, thiết bị, anh Hoàng và các thành viên trong đội ngũ đã nắm rõ cách vận hành của toàn tuyến. Tuy vậy, các thiết bị kỹ thuật còn rất mới nên đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ các học viên dưới sự hướng dẫn chỉ dạy của các chuyên gia.